trần. Ông tính đã xong chưa? Năm canh thần nhiều trần gió mưa, cho những loài trăm cây cùng ngàn đắng. Còn một tháng trong coi dài dằng, chắc hầm ba theo lễ cùng chầu trời. Đêm nay trò chuyện với tôi chơi, thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Tao cười rằng có chi nhắn nhở, mới hôm nay sao lại gấp quá chừng. Có điều chi lo liệu băn khoăn, mà dối giả dặn dò tôi sớm dậy. Sai cả cười vuốt ve tâm ơi đại ơi, sợ ngày về ông bận lắm che xôi. Của chúng sanh làm lễ vãn hồi, eo quên mất những lời tôi gửi gắm. Nên tin trước trao tờ cáo thầm, cuộc trần gian đã trải một năm qua. Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà, đều quốc kết tâu qua cùng thương đế. Ngài dân chỉ đau lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hân hoan chào đón chư quý đại biểu, quý đồng đạo xa gần về tham dự buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Vậy lời nói đầu tiên, cho tôi xin thay mặt ban trị sự xã Khánh An cùng với ban quản tự chùa An Hòa Tự Bê gửi đến quý vị lời chào mừng thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc phúc tốt đẹp nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị, được sự phân công của ban tổ chức, cho tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ thuyết giảng Phật giáo Hòa Hảo lần thứ hai do ban trị sự xã Khánh An cùng với ban quản tự chùa An Hòa Tự Bê tổ chức, có những nội dung như sau. Một, lớn là phần khai mạc, tuyên bố lý do. Hai, giới thiệu thành phần tham dự. Ba, nghi thức tôn giáo. Hai, lớn là phần nội dung, phát biểu diễn văn khai mạc. Hai, đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ba, đọc lại lời khuyên bổn đạo, tức tám điều răn cấm. Bốn, ý kiến của các cấp chính quyền địa phương nếu có. Năm, đọc lại một đoạn sấm thi văn của Đức Thầy. Sáu, thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt một, giải lao 15 phút. Bảy, đọc lại một đoạn sấm thi văn của Đức Thầy. Tám, thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 2. Ba, lớn là phần bế mạc. Một, đáp từ của ban tổ chức. Hai, nghi thức bế mạc và mời quý quan khách dùng cơm với ban tổ chức. Đó là toàn bộ nội dung của buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Kính thưa chư quý vị, căn cứ lịch tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016, căn cứ nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về việc tổ chức thuyết giảng ngoài cơ sở thờ tự, theo đề nghị của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An, phân công hai vị giáo lý viên phụ trách thuyết giảng.
phân công hai vị giáo lý viên phụ trách thuyết giảng giáo lý tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An có hai vị, một Nguyễn Thị Giang, hai là ông Dương Văn Minh. Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng 2 Giáp Thìn, địa điểm tại ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Việc tổ chức tiết giảng ngoài cơ sở thờ tự là phù hợp với quy định pháp luật, phòng nội vụ huyện tính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét thống nhất. Ký thay trưởng phòng, phó trưởng phòng Lâm Ngọc Hồ đã ký, đó cũng là lý do của buổi lễ thuyết giảng hôm nay, đề nghị hoan nghênh. Kính thưa chư quý vị, để tiếp theo chương trình là tôi xin giới thiệu thành phần tham dự của buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Về tham dự của buổi lễ thuyết giảng hôm nay, trước tiên tôi xin giới thiệu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh An có bà Quỳnh Thị Diễm, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh An về tham dự, đề nghị hoan nghênh. Tiếp theo tôi xin giới thiệu đại diện cho tôn giáo. Về tham dự buổi lễ thuyết giảng hôm nay, đại diện cho tôn giáo tôi xin giới thiệu đại diện cho ban phụ truyền ban trị sự giáo lý trung ương có hai vị khách mời đặc biệt không thể thiếu trong buổi lễ thuyết giảng hôm nay, đó là giáo lý viên Nguyễn Thị Trang phụ trách đề tài thuyết giảng hôm nay, đề nghị hoan nghênh. Hai là giáo lý viên Dương Văn Minh đã đến sau, thì phần này tôi xin giới thiệu sau quý vị. Đại diện cho ban trị sự xã Khánh An có ông Phạm Văn Thứ, phó trưởng ban trị sự xã Khánh An, quyền trưởng ban cũng là trưởng ban tổ chức, đề nghị hoan nghênh. Cùng các thành viên của các ban trị sự, ban quản tự, các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chư quý đồng đạo xa gần về tham dự, đề nghị hoan nghênh chung. Đại tiếp theo chương trình là nghi thức tôn giáo, kính mời chư quý đại biểu, quý đồng đạo đứng lên hướng về đại đàn. Một phút trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật, kính dạ phút kính lễ đã qua, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ, kính dạ phút kính lễ đã xong, kính mời chú quý đại biểu quý đồng đạo an tọa. Kính thưa chư quý vị, để mở đầu nội dung của chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Thứ, phó trưởng ban trị sự xã Khánh An, quyền trưởng ban cũng là trưởng ban tổ chức, đến diễn đàn phát biểu diễn văn khai mạc, xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, chính quyền địa phương kính mến, có bà Dương Quỳnh Thị Diễm, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh An. Kính thưa hai nghị vị giáo lý viên ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương có giáo lý viên Nguyễn Thị Trang và giáo lý viên Dương Minh Tâm. Kính thưa ban trị sự các xã bạn phường thị trấn trong và ngoài huyện An Phú cùng bà con đồng đạo xa gần kính mến. Kính thưa các ban trị sự cụ ông cụ bà, kính thưa các hiện hữu trí thức đã đồng hành về đây dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo dưới mái đạo tràng này trong bầu không khí trang nghiêm thành kính thấm đậm tình đời nghĩa đạo. Trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức kính đến quý vị lời thăm hỏi ân cần, vấn an sức khỏe và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị đồng đạo thân kính, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là một giáo lý nhà Phật lấy vô vi chân truyền của Đức Phật Tổ làm nòng cốt tu hành, mà Đức Thầy đã nấu lập những tinh hoa giáo lý như Tam giáo, Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo làm tư tưởng viên của Ngài trong hoàn cảnh khác nhau mà hình thành một nếp sống mới của dân tộc. Từ ngày 18 tháng 5 năm 1939 cho đến nay, Đức Thầy đã sử dụng sấm thi như một nguồn pháp bảo nhiệm màu khởi nguồn từ tư tưởng hòa hảo, nguyện hòa nhập vào lòng dân tộc, mà Ngài đã dần dần thành công trong việc thuyết giảng độ chúng, mà Thầy đã lấy chữ hòa để mở đường cho bi trí dũng để cứu khổ sanh linh, hướng tới môi trường an lạc, đỡ đó khắp thế giới nghiêng dây hòa hảo và cả nhân loại
sẽ cùng nhau bóng biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Thế nên việc truyền bá chánh pháp của chúng ta cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, kết hợp tinh hoa tinh thần hòa hảo đã đem lại ngọn đuốc từ bi của Đức Tôn Sư soi rọi khắp nơi nơi trong bá tánh, chuyển miền Nam Địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An thực hiện đúng chương trình đạo sự mà Trung ương đã đề ra, đúng hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, vì đạo pháp, vì dân tộc. Trước giờ phút thiêng liêng của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo này, chúng ta thiết nghĩ rằng để so lại chính mình tinh tấn tu hành, công phụ công ơn của Đức Thầy của chúng ta. Vậy tôi chính thay mặt ban tổ chức trân trọng tuyên bố khai mạc cho buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ hai được bắt đầu, chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Giờ đây tôi xin nguyện đốt nén hướng lòng, nguyện mười phương chư Phật trên Hồng An Tam Bảo, Oai Linh Đức Phật Đức Thầy đồng phóng ánh từ quang, ban cầm chiếu hộ cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được an khang thịnh vượng trước thềm. Xin mới chúc cho quý vị thân tâm an lạc, đạo quả duyên tròn, đồng ngộ Phật tâm và đồng thành Phật quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn bài phát biểu diễn văn khai mạc của ông Phạm Văn Thứ, Phó trưởng ban trị sự xã Khánh An, quyền trưởng ban cũng là trưởng ban tổ chức, có bài phát biểu rất ý nghĩa và chân thành. Xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình là đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy. Bài này Ngài sáng tác vào ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Và ngày ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng đạo Bùi Văn Lợi đến để thành kính đọc lại. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, ly thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thờ ngày sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ phát triển kiếp linh hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê suy đã diệt, sự dị kỳ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dù dân cũng đều mai sinh cơ nơi đất Việt. Nhưng tiền kiếp giàu sống cũng là dân quân đất Việt, giàu thác cùng quỷ thần đất Việt chớ bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi những ân đức Phật lòng đã quán đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc pha gia dân, mãi quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương cành đồ lao, chỉ xin so thương chúng sanh dạng khổ. Ngày lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng hoàn thân giúp thế cứu
dòng thân gì quốc. Hôn chi nay cơ màu đà pháo tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh. Ngao du tử hài dạo khắp tiên bang, cành nắng nhàn của người liễu đào. Muôn ngày vô sự lắng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi gì hơn qua Bồ Đề Trường Thọ, mà còn lén lòi xuống chốn hồng trần đang chiều cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chưa chan hơn bách tinh tới hồi tái qua, Phật dương đà chi rõ mái diệu quyền chiến lập hỏi long quang. Chọn những đấng tu hành cao công hòa để ban cho xứng gì xứng nôi, người đồ các thiền căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thư gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ban. Thiên tạo đà xác định khắp chung sanh trong thế giới, trong cái bụi hà quân này sai mê giặc dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp hòa lớp trời đà truy tôi. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền. Phiên kẻ thấy hướng thiện hoài đầu, cái tà quy chân thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long quê chầu Phật. Chưa biết rõ lực trời thương phạt, cùng hầu duyên nghe Phật pháp nhìn màu. Kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen đời lắm ma dương phay rồi. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân. Vì thải lòng từ bi bác ai, cùng thù đạt những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cày tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão, ta quay hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thường sát cởi đồng, chớ có về đâu. Chuyện kiếp ta từ lâu chờ đến ngày ra trở thế, nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của
của tấn ngự thiện. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gấp thiện duyên cùng thầy tu. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bình, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thàm thiên lê văn lầm than thông thiên, mà lời lành nghe tự hồ nhớ khùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa rằng điều do biết hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tình tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bao dặn biết đời lãng xa phóng trì phép nước nghiêm hình. Dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiền khích, nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đau. Nào quan sát thân kiếp chót này đây, há lại tiết chi thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cùng ủng hộ chờ che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Bùi Văn Lợi, thành viên của Ban Trị sự xã Khánh An, đã thành kính đọc lại bài Sứ Mạng Thiêng Liêng của Đức Thầy. Xin chân thành cảm ơn ông. Kính thưa cho quý vị, để tiếp theo chương trình là đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo Đức Tám Điều Răn Cấm. Bài này Ngài sáng tác trong quyển Tôn Chỉ Hành Đạo vào khoảng năm 1945. Phần này ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng đạo Lê Văn Cương đến để thành kính đọc lại. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều ngăn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác phiền, chơi bờ theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hại tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và sư phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu chờ Phật, thần thánh
mà sai hay hoặc quyền của, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói gắt, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dùng giới hòa xét người cho tòng sẽ thắng ta. Nếu người gõ phần vui lòng thư, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo Lê Văn Cương đã thành kính đọc lại 8 điều răn cấm đức giới lực của Phật giáo Hòa Hảo. Xin cảm ơn ông. Kính thưa cho quý vị, để tiếp theo chương trình là diễn ngâm lại một đoạn sấm thi văn của Đức Thầy. Phần này ban tổ chức xin trân trọng kính mời độc giảng viên Võ Thị Thu Trang đến để thành kính đọc lại bài cho ông cò Tào Hảo. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Lòng hằng dình theo, chúc âm toàn nhà dân lèo qua bờ dắt ngàn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu xe cám dỗ cao nhân gây ra lắm
trần, luân hồi sao nẻo khôn lần bước ra. Rải tâm ngộ ấy hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt nhu hương, quê gom trí huệ ma dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân nghe lý, trong sắc thân dám bị lục căn. Đừng cho chúng tính lăng hoằng, ngoài thì chấp thu mà ngăn lục trần. Phá ngô quân rất lần đám ấy, tội sân si cũng phải tạo trường, đem về giác tâm chân như kiếm thân thị hiện dứt trừ tự sanh. Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Dầu mắt phải mưa đơn gió kép, cũng chiên trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông, giết hồn cha mẹ tổ tông bài đời, về cực lạc thành tới an dương, ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹt mấy mù vững vàng, bất thối công phu vuông tròn, đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tử làm tăng, trước sau tỷ khác thiện căn dần đồng. Lắng tai nghe được tin hồng, tờ hoa ít chữ gọi lòng chia vui. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin cảm ơn đồng đạo Võ Thị Thu Trang đã thành kính diễn âm lại một đoạn sấm thi văn của Đức Thầy. Phần này ban tổ chức xin trân trọng kính mời đọc giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Đào đến để thành kính đọc lại qua bài Đến Làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Xin trân trọng kính mời hai đồng đạo. Hãy subscribe.
đạo diệu dồi cao lập chi cần. Thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Thức đến diễn đàn để đáp từ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, thưa chư quý đồng đạo kính mến, kính thưa quý vị, trong bầu không khí trang nghiêm thành kính và trọng thị tại hậu trường này, suốt hơn 3 tiếng đồng hồ cho buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự. Đông đủ như thế này đã nói lên tinh thần hộ pháp cao quý của quý vị. Vẫn biết thời gian thật là quý báu, dù bận quá nhiều công việc nhân sinh của một người cư sĩ tại gia, quý vị vừa hành thiện tri kinh, dẫn dắt lẫn nhau trong con đường đạo đức tu hành, tương thân tương ái. Nói lên tinh thần Phật Pháp,
đóng góp công việc Hoằng Dương Tánh Pháp, nhất là chương trình đạo sự trọng tâm của Ban Trị sự Trung ương đề ra vì đạo pháp, vì dân tộc. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, tôi xin ngỏ lời tri ân công đức nồng hậu đến quý vị. Xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã đến tham dự và ủng hộ cho buổi thuyết giảng hôm nay. Xin cảm ơn hai vị giáo lý viên Ban Cổ truyền Giáo lý Trung ương, giáo lý viên Nguyễn Thị Trang và giáo lý viên Dương Văn Minh. Quý vị đã cống hiến cho buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các ban trị sự, các xã bạn, quý vị đồng đạo nam nữ đến tham dự thật là đông đủ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị trong các ban tổ chức, âm thanh ánh sáng, quý vị trật tự trù phòng, quý vị là mạnh thường quân đã đóng góp công của cho buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thành công tốt đẹp. Một lần nữa tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn đến quý vị. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật, hồng ân Đức Thầy từ bi gia hộ Bồ Đề Tâm Viên Thành. Đến đây tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đứng lên làm lễ nghi thức viên mãn, hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật kính xong. Kính lễ Đức Thầy kính xong. Mời quý vị nghỉ trong đôi phút, chở ra bàn ăn dùng bữa cơm. Thân mặt với ban tổ chức trân trọng kính mời. Dùng chai thanh khiết bát canh rau ta chấm tương chao cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thái mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương bông Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà Tam Bảo, hoa sen nở bừng.
làm vui mà dùng chai thanh khiết. Mắt canh rào ta chấm tương chào, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tươi mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng